có quyết định mới của tổng biên tập đây. Đây là quyết định chuyển Đỗ Hòa sang ban văn hóa văn nghệ. Kể từ đầu tháng sau, em không còn ở ban này nữa. Em đã rút đơn rồi mà. Tổng biên tập nói bên đó đang thiếu người, trong khi em cũng đã từng có nguyện vọng như vậy. Có gì thắc mắc lên gặp tổng biên tập. Nhưng theo anh, em nên chấp hành phần công thì hơn. Em không hiểu gì cả. Còn em, tổng biên tập đánh giá rất cao phẩm chất của em, nên đây là quyết định cử em đi học chuyên tu để có hướng đào tạo cán bộ nòng cốt lâu dài cho báo. Sao em không được trao đổi trước ha? Đây là quyết định của tổng biên tập. Anh Lê Mão giải thích, yêu cầu đào tạo đã có từ lâu, nhưng hôm qua anh mới quyết định cho em. Kể từ hôm nay, em có thể về nghỉ, chuẩn bị thủ tục giấy tờ hộ chiếu để đầu tháng sang Singapore học chương trình 2 năm. Được đi học, đương nhiên là em rất thích. Nhưng anh có thể giải thích tại sao lại có chuyện bất ngờ như thế này? Đương nhiên là biết tại sao, nhưng anh không thể nói với hai đứa vào lúc này. Vì rất có thể anh cũng sẽ nhận được một sự bất ngờ giống như hai đứa. Trời, hôm nay bỗng dưng đổ mưa. Có chuyện gì vậy? Em vừa nhận được quyết định sang Singapore tu nghiệp nghề báo 2 năm. Còn em bị điều qua ban văn hóa văn nghệ. Vậy là sao hả anh? Anh Lê Mở mời cô và tôi sang phòng ở đây họp ngay. Sao giờ này con Thơ vẫn chưa về? Tội nghiệp. Đang ăn sung mặc sướng lên trường học đàng hoàng, bây giờ phải đi kiếm việc làm nuôi cả nhà. Chắc cũng tạm thời thôi bà. Khi nào mà ông được minh quan á, cả nhà lại về chỗ cũ, rồi cô cậu tiếp tục đi học. Chuyện đó sao giờ nghe xa xôi quá. Con, sao giờ này em Thơ vẫn chưa về? Nó nói xin được việc xong nó sẽ về ngay. Chắc giờ này nó cũng sắp về tới rồi. Con vẫn uống thuốc cai nghiện đó chứ? Chịu khó đi con à. Ai cũng nói muốn cai nghiện phải thật sự có ý chí. Con đã nói quyết tâm rồi, sao má cứ nói hoài vậy? Con đã đánh xong cái đơn chưa? Con đang đánh, má hỏi hoài à. Công việc chỗ chị Fabi thế nào rồi con? Con nhận lời làm hướng dẫn viên du lịch, lương dễ trả cũng khá mà.
Sao má vẫn còn uống thuốc nam? Loại thuốc tây loại đặc trị cho bà quá mắc, cho nên là bà nói đổi qua thuốc nam cho rẻ đó cô. Má thấy uống thuốc nam cũng đỡ rồi con ạ. Anh Tuấn, em đã để thuốc cắt cơn ở nhà rồi mà. Trời ơi, sao anh xài nhiều quá vậy? Anh Tuấn, đây là một số chất vấn của cấp trên. Chùm 6 bài viết về USGK, em đã mắc sai sót do quá tin vào thông tin từ anh Quang Sinh, nên đã không kiểm tra tính xác thực của các tư liệu, bằng chứng mà anh ấy đã lấy từ Trần Dư, cũng như từ phòng điều tra của công an thành phố và Viện Kiểm sát Nhân dân. Lại Quang Sinh. Khi đọc chùm 3 bài đầu của Thúy Bình, tôi có lấn cấn vì nhiều phân tích trái ngược với nhận định của Linh Sương. Nhưng do xem thường Linh Sương mới vào nghề, cộng với phân tích của Thúy Bình quá sắc sảo, tôi cũng có sự dễ dãi. Ngoài những tình tiết tưởng là chính nhưng rất phụ đó ra, cả ba chúng ta đều bị cuốn theo áp lực chống tham nhũng của xã hội và cấp trên, nên cũng chạy theo thị hiếu của quần chúng và yêu cầu của lãnh đạo, mà bỏ qua sự nghiêm ngặt về nghề nghiệp và sự chính xác của pháp lý. Tuy nhiên, chuyện này chúng ta sẽ bàn sau. Trên thực tế, Tô Thanh phải có tội thì công an mới bắt. Tô Thanh còn trong tù, SCK còn đang bị thanh tra thì chúng ta chưa sai. Tôi mời hai người lên đây để bàn về một chuyện khác. Chắc anh và cô Thúy Bình vẫn còn bất ngờ về việc tôi cử Linh Sương đi học và chuyển Đỗ Hòa sang ban văn hóa văn nghệ. Tôi cũng định hỏi anh về chuyện này. Chiều qua, phòng điều tra của công an thành phố sang làm việc với tôi. Họ chính thức thông báo bằng văn bản vụ lọt tin kiểm tra vũ trường Hồng Hoang là từ Quang Sinh, mà Quang Sinh biết tin này là từ Đỗ Hòa. Trong một bữa nhậu có kèm theo massage ở nhà hàng Dạ Lan Hương, Đỗ Hòa đã để lộ ra. Còn Đỗ Hòa biết được tin này là do Linh Sương tiết lộ. Vậy thì đúng rồi. Công an yêu cầu chúng ta nghiêm khắc xử lý Linh Sương và Đỗ Hòa. Tôi không muốn làm nặng chuyện này vì cả hai đứa đều vô tình thôi. Nhưng tôi thấy nghiêm trọng ở vấn đề khác. Kể cả vụ Đỗ Hòa viết bài lấn chiếm đất đai ở phường 35 quận Tân Bình, rồi Thúy Bình viết bài về vụ SCK đều lấy tư liệu từ Quang Sinh. Chứng tỏ trong giới báo chí thành phố đang xuất hiện sự ngự trị của những siêu tổng biên tập kiểu Quang Sinh, chi phối khá sâu vào các báo. Chuyện đó là có. Tôi đã chuẩn bị sẵn một số bài đăng ý kiến bạn đọc, để khi cần gián tiếp đính chính bài của Đỗ Hòa và chùm bài về SGK của Thúy Bình. Không được. Làm đính chính có vẻ như công tâm, nhưng uy tín tờ báo chúng ta để đâu? Đừng quên, chính nhờ những bài đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực mà số lượng báo ta tăng lên vùn vụt. Đó có nghĩa là uy tín, là thương hiệu. Giờ đính chính để kéo tụt số lượng phát hành xuống hay sao? Vì thế, tôi đã có giải pháp nóng. Trước khi lên họp, nghe lãnh đạo chất vấn về mấy bài báo này, tôi muốn anh Phan Thăng bàn giao chức trưởng ban cho Thúy Bình. Để tôi báo cáo với lãnh đạo là đã xử lý nội bộ và rút kinh nghiệm về sai phạm. Đây chỉ là hình thức thôi. Kỳ thực, anh vẫn làm công việc trưởng ban. Khi nào êm, ta sẽ tính lại.
anh đã quyết định vậy, tôi phải phục tùng thôi. Em thấy giải pháp này dù là hình thức, nhưng cũng rất kỳ. Vì em đáng bị kỷ luật kia mà. Chuyện này tôi sẽ làm việc riêng với cô sau. Không có gì là kỳ cả. Trước mắt thiên hạ, Thúy Bình vẫn đang là nhà báo anh hùng chống tham nhũng, tiếng nổi như cồn. Anh Phan Thăng, còn gì thắc mắc không? Tôi cũng sai, nên tôi phải chịu trách nhiệm, còn thắc mắc cái gì nữa? Chuyện của tôi xong rồi chứ gì? Cảm ơn anh. Cô tưởng tôi không biết khó khăn của cô khi nhận trách nhiệm mới sao? Vụ đang trùm bài về SGK, vụ đất đai ở phường 35 quận Tân Bình, tôi không chịu trách nhiệm sao? Nhưng xử lý trưởng ban Phan Thăng, phóng viên Linh Sương và Lũ Hòa là đủ rồi. Chuyện đề bạt cô không những giữ uy tín của báo mà còn thể hiện sự công tâm của ban biên tập. Ai đáng phạt thì phạt, còn ai đáng thưởng vẫn thưởng. Chưa đãi đơn sơ vậy thôi sao? Chúc mừng nha. Anh chúc mừng em chuyện gì vậy? Em cứ đến báo rồi sẽ biết. Tổng biên tập Lê Mão vừa kêu em đến tòa soạn phải không? Sao? Lo trách nhiệm hả? Đừng quên là đằng sau cô còn có tôi. Cứ mạnh dạn lên. 1-8. Sao mát vậy cô? Thuốc nội rẻ hơn 1/3, nhưng không cắt cơn ngay và mau bị lờn thuốc lắm. Cô muốn lấy thuốc nội cũng được. Tôi lấy lại này. Cô cho tôi mua nửa hộp được không? Anh mua gì? Thơ đó hả? Có chuyện gì vậy em? Lúc ở chỗ chị, em nhận việc làm hướng dẫn viên du lịch. Chị đồng ý rồi mà. Em về nghỉ lại. Nhà em kẹt quá. Cả má lẫn anh Tân đều bệnh. Em chấp nhận làm chuyện kia. Chị thì sao cũng được hết. Vì chị cũng từ chuyện đó mà được như ngày hôm nay. Nhưng chị biết, đó là một quyết định rất khó khăn của em. Em cứ suy nghĩ kỹ đi. Tha thứ cho con, ba ơi. Theo em, nếu xét ảnh hưởng của anh Quang Sinh thì anh Lê Mão chịu ảnh hưởng nhiều hơn, vì hai người đó là chỗ thân quen, rất nhiều vụ việc quan hệ không chính thức anh Lê Mão đều nhờ anh Quang Sinh. Em không hiểu gì hết. Đây là trò thí quân. Anh và em là những con chốt thí, còn anh Phan Thăng thuộc loại xe thí. Không bàn thêm nữa. Làm nghề báo đây thuộc loại chuyên buồn. Các em cần phải có bản lĩnh để làm quen với nó. Em như anh, nhân chuyện này chuyển luôn qua báo khác. Người tài như anh thiếu gì đất dụng võ. Anh có mặt ở báo từ những ngày đầu thành lập, và cũng bắt đầu làm phóng viên như hai đứa, nên anh vẫn rất yêu nó và không muốn đi đâu nữa. Còn em muốn ở mà không được. Em thì muốn đi lắm rồi.
Alo. Bên em đang có động lớn hả? Cũng có. Đang ngồi với ai mà nói năng rụt rè vậy? Đến ngay chỗ anh nha. Em đang bận viết bài, chắc không đến được đâu. Ai vậy? Anh Nguyên, ba nhân quá văn nghệ, anh rủ đi nhậu. Hay em lặng lẽ điều tra để tố cáo chị Thúy Bình và tổng biên tập trong vụ SCK, và cũng để thanh minh cho anh, có được không? Không nên. Em đã bị đi lâu nhà về việc này rồi còn gì nữa. Vậy cứ để tình hình này kéo dài mãi hay sao? Anh không tin Thúy Bình là người xấu. Thôi, uống đi. Hôm nay em uống không vô. Chị vui lòng chờ một chút, thủ trưởng hội ý xong sẽ tiếp chị nghe. Xin chào nhà báo. Chào anh. Ngọn gió nào đưa nhà báo đến đây vậy? Tôi có việc muốn nhờ anh. À. Vừa rồi tôi có viết giùm bài về SGK. À, tôi có đọc rồi. Anh em ở đây cũng đọc rất kỹ. Thậm chí tôi còn biết là tư liệu đó cô lấy từ ai nữa kìa. Đó có phải hồ sơ của phòng điều tra các anh? Đúng là hồ sơ của chúng tôi. Trên cơ sở nghiên cứu kết quả điều tra của các anh, tôi đã... Xin lỗi, tôi nghĩ đây có sự hiểu lầm rồi. Nếu như có kết quả điều tra thì chúng tôi đã chuyển hồ sơ sang bên tòa án rồi. Tập hồ sơ mà người ta cung cấp cho chị là phần mà chúng tôi thu thập từ những thành viên của ban lãnh đạo tổng công ty SGK, tức là chỉ một phía thôi. Chị dùng nó để làm tư liệu với chùm bài vừa qua thì tôi nghĩ hơi vội vàng. Nhà báo uống nước đi. Nhưng phải có cơ sở. Các anh mới đề nghị viện kiểm sát khởi tố và tạm giam tổng giám đốc Tô Thanh. Viện kiểm sát khởi tố và tạm giam ông tổng giám đốc Tô Thanh là dựa trên một cơ sở khác. Anh có thể cho tôi biết dựa trên cơ sở nào không? Quốc hội họp về quốc nạn tham nhũng. Các đại biểu cũng đưa vụ SGK ra chất vấn. Và kỳ họp lần nào Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đưa ra câu hỏi là tại sao chưa giải quyết vụ này? Nhân dân rồi báo chí ào ạt một thời gian dài trong không khí phẫn nộ. Vì sao Tô Thanh tham ô 30 triệu đô la gửi ở ngân hàng nước ngoài mà vẫn nhẫn nhơ sống ngoài vòng pháp luật? Chúng tôi và viện kiểm sát bất đắc dĩ phải phát lệnh khởi tố và tạm giam ông Tô Thanh là để xả bớt sự phẫn nộ thái quá của công luận, trong đó có giới báo chí. Tức là chưa đủ cơ sở pháp lý để bắt? Ông Tô Thanh có tội thì sẽ có đủ cơ sở pháp lý. Nếu không thì sao? Thì chị là người kết tội sai trước chúng tôi, đúng không? Tôi tin mình viết đúng. Vậy thì chị đến đây làm gì? Một cái bánh có mặt trước mặt sau, có nhân trong vỏ ngoài. Anh chỉ trưng có một mặt ra thì cũng đúng, nhưng mà chỉ đúng có một mặt thôi. Có nghĩa những bài báo của tôi phiến diện? Đó là nhà báo nói đó nghe. Nếu tôi không nghe thì đầu dây bên kia có thể hiểu là, hoặc là tôi không muốn nghe, hoặc là tôi không có ở đây, đúng không? Xin lỗi. Alo, tôi nghe đây. Có thuốc rồi nè anh.
Cảm ơn em. Mỗi lần lên cơn kinh khủng vậy hả anh? Sao cùng một thứ mà loại cũ không cả phê? Thứ sao là thuốc ngoại. Giá tiền của chênh lệch nhiều không em? Dạ cũng ít thôi. Anh vẫn viết đơn khiếu nại đó hả? Má nói khiếu nại về vụ của ba, nhưng anh làm đơn về vụ ngôi biệt thự nhà mình. Tới đâu thì tới. Má đã quá sai lầm khi vội vàng trả nhà cho tổng công ty. Thôi anh nghỉ đi, khi nào khỏe hay đáng tiếp. Công việc của em chỗ chị Tommy thế nào? Em được ứng tiền trước, mấy hôm nữa mới đi làm. Gặp anh Quang Sinh phải không? Em đồng ý. Đây là kinh phí đủ để cho cậu đóng vai dân chơi thứ thiệt ở Phong Lan. Xin lỗi. Xin lỗi.
Nếu như có kết quả điều tra thì chúng tôi đã chuyển hồ sơ sang bên tòa án rồi. Tập hồ sơ mà người ta cung cấp cho chị là phần mà chúng tôi thu thập từ những thành viên của ban lãnh đạo tổng công ty HGK, tức là chỉ một phía thôi. Sao? Lo trách nhiệm hả? Đừng quên là đằng sau cô còn có tôi. Cứ mạnh dạn lên. Gấu bông. Đi Sài Gòn thả bông. Tôi cái này cái gì? Nón bảo hiểm của ba. Đi nón bảo hiểm của mẹ. Nón nào cũng là nón mà. Nhưng nón mẹ màu xanh mà. Ê ba về. À má. Con Huệ ơi má con về. Nãy giờ con chơi với con Huệ vui lắm má ơi. Em chào chị. Chào cô. Ba đâu rồi con? Dạ ba đi làm rồi má ơi. Ba nhờ con Huệ đón con về đó má. Cảm ơn cô. Không có chi. À, siêu tử ngoài em nha. Chị đút cho siêu tử ăn nha. Ông. Má ơi, con Huệ muốn về. Anh Tuân nhờ em rước cháu về. Thấy không có ai ở nhà, em ở lại chơi với cháu một chút. Giờ chị đã về, em xin phép về nha. Cảm ơn cô về. Dạ. Cô còn nói cho con ăn kem mà. Mi, để cô về, được voi đòi tiên à. Nếu chị cho phép, em đưa cháu xuống nhà ăn kem, một chút rồi lên ngay. Mẹ ơi, cho con đi nha. Ừ, thì đi đi. Chỉ được cái ham ăn là giỏi. Xin má con đi. Vậy thì chị đến đây làm gì? Một cái bánh có mặt trước mặt sau, có nhân trong vỏ ngoài. Anh chỉ trưng có một mặt ra thì cũng đúng, nhưng mà chỉ đúng có một mặt thôi. Chuyện này tôi sẽ làm việc riêng với cô sau. Không có gì là kỳ cả. Trước mắt thiên hạ, Thúy Bình vẫn đang là nhà báo anh hùng chống tham nhũng, tiếng nổi như cồn. Em đặt vấn đề như vậy làm anh rất buồn. Không lẽ anh không phân biệt đúng sai SGK? Hay là em nghĩ anh đã lừa em? Anh có thể không có lỗi, nhưng em đang linh cảm mình đã rất sai trong chuyện này. Chúng tôi và viện kiểm sát bất đắc dĩ phải phát lệnh khởi tố và tạm giam ông Tô Thanh là để xả bớt sự phẫn nộ thái quá của công luận, trong đó có giới báo chí. Làm nghề báo, xông xáo lao vào thực tế xã hội để viết bài chỉ là 50% của con người nhà báo. 50% còn lại chính là ý thức học hỏi và đối nhân xử thế trong chính nơi mình làm việc, tức là tòa soạn báo. Bởi mỗi tòa soạn báo là một xã hội thu nhỏ. Nó có thể có nhiều sự lành mạnh, nhưng cũng có thể có nhiều ung nhọt. Không thể mổ xẻ ngay tức thì. Nhưng cũng có những loại ung nhọt làm người ta khó chịu, bức xúc, đau đớn. Cần phải biết chịu đựng, thậm chí phải chấp nhận hy sinh thua thiệt, nếu mình vẫn còn quý trọng những thứ khác lớn hơn trong nghề. Bất đắc dĩ lắm mới phải bỏ nghề hoặc bỏ sang báo khác. Em chưa bao giờ có ý định như vậy, kể cả lúc đang làm cửa kính. Anh khuyên em nên từ bỏ hẳn ý định tiếp tục điều tra về vụ HGK đi. Dù tổng giám đốc Tô Thanh có bị quan thì chuyện cũng đã xảy ra rồi.
Một mình em, dù có cộng thêm anh hay ai đi nữa cũng không giải quyết được việc gì cả. Nhưng lộ ra thì lại đụng với anh Lê Mão và Thúy Bình. Mà lần này ảnh sẽ không dơ cao đánh khẽ như lần trước nữa đâu. Nếu chỉ điều tra cho riêng em, để tìm hiểu sự thật và chân lý cho riêng em, thì anh có cản không? Anh Phan Thăng. Em để quên cái túi trong đó. Về rồi hả? Mấy My đâu? My ơi, bà có quả Long An cho con nè. Anh có mua cho nó một con rối bằng gáo dừa rất đẹp. Còn hai cái chú cạp cạp này nè, nửa hầm nửa nướng, hai vợ chồng mình uống bia. Ủa, con đâu rồi em? Cô Nguyệt đưa nó về, rồi cô dẫn nó xuống với nhà ăn kem rồi. Ừ, anh biết em bận ở tòa soạn, nên nhờ cô ấy đưa con My về giùm. Hay là mình mời cô Nguyệt ở lại ăn tối với nhà mình nha. Cô ấy ở một mình tại nhà trọ, bây giờ có về á cũng cơm nước một mình thôi. Anh có im đi không? Em đang bao nhiêu chuyện mệt muốn chết mà anh cứ toàn nói chuyện nấu ăn nấu uống rồi đãi khách gì đâu không à. Em ghen hả? Anh tha cho em đi. Mà em nghĩ trong trường hợp này là phụ nữ thì ghen cũng đúng thôi. Nhưng em là người vợ đặc biệt. Bọn của em không phải là phụ nữ hả? Vậy thì em viết báo đi đêm đi hôm. Nay á, thì ăn cơm trưa với lại phóng viên nam ở Victory. Còn mai á, thì ăn cơm khách với một chủ doanh nghiệp khác ở Majestic. Cơm ở nhà thì anh nấu, con đi học á, thì anh đưa đón. Anh không ghen thì thôi, sao lại nghi anh chứ? Em đã nói là anh tha cho em đi mà. Cực kỳ vô lý, không thể hiểu được. Cạp cạp, quá đáng bị vừa thôi. Ba tay về. Ba ơi, hồi nãy cô người dắt con đi ăn kem, vui lắm ba ơi. Chào anh. Cảm ơn cô đã phiền cô đón cháu về, lại còn dẫn nó đi ăn kem nữa. Hay là cô ở lại đây ăn cơm tối với vợ chồng tôi và bé My luôn. Đúng rồi, cô lại ăn cơm với con đi. Em cảm ơn anh chị. Em phải về vì có hẹn với bạn ở nhà. Cô hẹn con sáng mai gặp lại nghe. Dạ, thưa cô về. Bye con. Bây giờ về, em lại nấu ăn một mình. Em cũng quen rồi. Nhưng tối nay em có bạn hẹn đi ăn tối. Bạn trai hả? Bạn gái. Thôi chào anh nghe. Cặp cặp. Thank you.
coi được không? Còn mau hơn dung chơi thú thiệt nữa. Chuyện gì vậy em? Anh đang làm gì vậy? Ngồi ở nhà tập đánh bài cho văn hóa văn nghệ. Đừng có nói xạo. Ngồi ở nhà sao nghe toàn tiếng xe hơi? Tại nóng quá, anh mở cửa sổ nên tiếng ồn ngoài đường vọng vào. Anh đến ngay chỗ em, chở em đi công chuyện được không? Mà chuyện gì? Em muốn đến nhà ông Tô Thanh. Tự nhiên linh tính thôi thúc em phải đến ngay chỗ đó. Anh không thể đi được, vì một giờ nữa là đến hạn giao bài rồi. Nhưng anh tha thiết khuyên em đừng dính đến những vụ của Thúy Bình nữa. Lần này lộ ra không phải xuống lao công, chuyện đi học cũng chẳng có, mà bị đuổi thẳng ra khỏi báo đó. Nghe anh đi. Anh cứ chọn em nào đẹp nhất, đăng ký chơi qua đêm và thao hồ xài xả láng. Nhưng nhớ, 11 giờ rưỡi là phải rời khỏi phòng, xuống vũ trường. Ở đó sẽ xảy ra một vụ đâm chém giành đào, sẽ có một khách chết, vài khách nước ngoài bị thương. Tôi hiểu rồi. Khi viết bài, anh cứ đổ hết tội lên con chủ Pha Mi và bọn vệ sĩ của nó. Dạ, dạ, em hiểu. Sếp anh gọi nè. Alo. Cậu tắt máy là thận trọng rất tốt. Chú ý chụp nhiều ảnh để tôi chuyển qua cái báo khác. Sáng mai ta cho ra đồng loạt cái chùm bài. Dạ, em hiểu ạ. Dạ con đủ rồi má. Anh thấy trong người sao rồi? Thuốc tốt, nên dứt cân nhanh. Lúc nào mua cho anh một hộp để dành nha. Dạ. Con no rồi, con xin phép lên lầu trước. Sao ăn không hết lên chén cơm vậy con? Hôm nay có đoàn khách Hàn Quốc muốn đi tham quan Sài Gòn ban đêm, đi tour với họ. Thế nào chả có tiệc hả má? Lúc nào cai xong, con cũng xin Pha Mi đi làm hướng dẫn du lịch. Tiếng Anh của con hơn Đức em thơ. Bình nè, anh xin lỗi vì đã vô tình với những tâm sự của em. Thú thiệt là từ khi hai đứa mình lấy nhau, anh rất hãnh diện về nghề báo của em. Anh cứ nghĩ là nhà báo có uy quyền, chuyện gì cũng thừa thắng xông tới. Đâu có ngờ rằng cũng có lúc gặp trục trặc, phức tạp. Em đang bước rước về những sai sót trong chùm bài viết ở công ty SGK. Ủa? Em đã nói là bên công an và viện kiểm sát đã đủ cơ sở để khởi tố và bắt giam tổng giám đốc Tô Thanh rồi mà. Sáng nay em có đến phòng điều tra của công an thành phố. Họ nói họ và viện kiểm sát phát lệnh tạm giam ông Tô Thanh là do áp lực quá lớn của báo chí và dư luận. Em đâu phải là người viết đầu tiên đâu. Nhưng mà chùm bài viết của em là nặng đô nhất, lại được đăng trên báo Sài Gòn mới. Nếu như mà anh nhớ không lầm, cả chùm 6 bài viết của em đều là do tổng biên tập Lê Mão trực tiếp chỉ đạo. Anh Lê Mão thừa nhận đã chủ quan, chiều theo áp lực đòi hỏi chống tham nhũng của lãnh đạo và của dư luận xã hội. Ui, nghề nhà báo của em phức tạp quá. Mọi khi em sáng suốt lắm mà. Bắt đầu từ viên sỏi của thằng con ông Tô Thanh ném trúng trán em. Vậy mà em đã không đủ bản lĩnh để nói lên sự thật.
Đó chỉ là một viên sỏi vô tình. Thế rồi mọi việc cứ cuốn đi, lớn dần. Trong đó có cả vụ căn nhà này. Việc Lê Quân giúp mua nhà giá rẻ cũng có phần để em bị thiên lệch khi nhìn nhận về tổng giám đốc Tô Thanh. Em cẩn thận nha. Nhiều khi đang sợ ma rồi nhìn cái gì cũng ra ma. Chuyện mua căn nhà này á, hoàn toàn do anh quyết định và hoàn toàn hợp pháp, không dính dáng gì tới em mà. Em đã có linh cảm ngay từ ban đầu việc Lê Quân sốt sắng giúp mua căn nhà, nhưng không hiểu sao vẫn bị cuốn vào. Chắc có lẽ do hồi đó chúng ta ở khổ quá. Nhưng vụ mua căn nhà này, em thấy tụi mình sai chỗ nào? Đúng là không có chỗ nào sai cả. Nhưng chúng ta đã được mua nhà rất thuận tiện với giá rất rẻ. Chuyện đó thì có gì đâu mà em phải lo. Về mặt pháp lý thì không ai có quyền đòi lại căn nhà của chúng ta. Nhưng về lương tâm thì cũng chính ngôi nhà này đã góp phần vào những sai sót khi em viết bài kết tội ông Tô Thanh, thay vì kết tội Trần Dư và Lê Quân giống như quan điểm ban đầu của Linh Sương. Em nói lảm nhảm những cái điều mà anh không hiểu. Em muốn là cả anh khi quyết định mua căn nhà này cũng phải chịu trách nhiệm vì những bài báo của em hay sao? Nếu như mà em viết sai thì đính chính, còn sai nữa thì từ chức trưởng ban. Cần gì cái chức đó chứ. Rốt cuộc có nói gì đi nữa cho em với anh cũng bất đồng quan điểm. Anh không bao giờ chịu hiểu gì về em hết. Ôi, xin chào. Chào. Mời. Xin mời, xin mời. Nào, chúng ta cùng cạn ly nào. Mời. Wow, sao tự nhiên hôm nay Rồng lại đến nhà Tôm vậy nè? Hôm nay anh cho thằng em tập sự hư đốn với đàn bà. Em chọn cho nó cô nào ngon nhất. Xong ngay. Em đưa anh Út lên phòng 101 nghỉ ngơi trước. Dạ. Anh yên tâm đi. Thần thánh nào đến với các tiên nữ của Pha Mi, dù chỉ một lần, đảm bảo cũng hư. Bye nha. Bye. Vì lý do an toàn, anh đưa em giữ giùm điện thoại di động. Anh thay đồ trước rồi lát nữa các em úp lên với anh sao? Cảm ơn. Dạ. Mời vào.